Văn phòng Chủ tịch nước. Về phía Bộ Y tế, Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế. Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Truyền, Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế. Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Bộ Y tế. Tiến sĩ Trần Đức Long, Vụ trưởng Vụ Truyền thông và Thi đua Khen thưởng. Ông Nguyễn Hoàng Sơn, Cục Phó Cục Y học Cổ truyền. Và lãng hoa chúc mừng của ông Trương Quốc Cường, Cục trưởng Cục Quản lý Dược. Đại diện Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế, Vụ Kế hoạch Tài chính. Lãng hoa chúc mừng của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Tuấn. Lãng hoa chúc mừng của Quận ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam, ông Nguyễn Đức Sơn, Tổng giám đốc. Ông Trần Tiệu, Nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam. Và Nguyên Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam qua các thời kỳ, bà Nguyễn Thị Khuê, ông Nguyễn Tiến Hùng, ông Vũ Quang Dương, bà Đào Thị Hường, ông Nguyễn Duy Bình, bà Nguyễn Thị Tô Lịch. Và sự hiện diện của đại diện các đơn vị hữu quan, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế, Kiểm toán Nhà nước, Cục Tài chính Doanh nghiệp Bộ Tài chính, C46 Bộ Công an, Cục Thuế Hà Nội, PA83 Công an thành phố Hà Nội, Ban chỉ huy quân sự quận Ba Đình, lãnh đạo phường Kim Mã, lãnh đạo huyện Hoài Đức, xã Di Trạch, những địa điểm công ty đóng trụ sở, và những doanh nhân đại diện cho các đối tác, bạn hàng của công ty, ngân hàng, các bệnh viện trung ương và Hà Nội, các công ty dược và trang thiết bị y tế, các tỉnh thành trong và ngoài nước. Thay mặt toàn thể các vị lãnh đạo và các cán bộ công nhân viên Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn sự hiện diện đông đủ của các đồng chí lãnh đạo các bộ ngành trung ương, Bộ Y tế, các đồng chí lãnh đạo thành phố, lãnh đạo quận và địa phương, các vị đại biểu, bạn bè đối tác, các đồng chí cựu lãnh đạo và nhân viên của công ty đã về dự lễ đón nhận huân chương lao động hạng 3 và kỷ niệm 30 năm ngày thành lập công ty.